Chào buổi sáng tất cả bạn. Hiện tại thì là 4 giờ 30 sáng. Hôm nay thì mình sẽ ghi hình cái khung cảnh người Thái ở trên Tây Bắc họ dựng nhà sàn nha các bạn nhé. Hiện tại trước mặt mình đây là thầy cúng này các bạn. Đó. Trên này trước khi dựng nhà thì sẽ phải cúng này, cúng thần linh các bạn. Họ sẽ cúng đầu lợn các bạn nhé. Đó. Và sau mới bắt đầu dựng cột các bạn ạ. Đây. Cái vì nhà này họ đã ghép thành từng vì một từ ngày hôm trước rồi. Đó. Và hôm nay thì họ sẽ bắt đầu mời anh em họ hàng hộ nhau mỗi người một chân một tay. Đó. Kéo từng vì lên một các bạn ạ. Ngôi nhà sàn hôm nay họ dựng là ngôi nhà sàn 4 gian nha các bạn nhé. Trước mặt của chúng ta là đã dựng một vì lên rồi các bạn. Dựng vì lên rồi xong bây giờ họ tiếp tục kéo vì thứ hai các bạn. Bây giờ đang buộc dây và hội nhau kéo vì thứ hai này thì sẽ nặng hơn vì thứ nhất các bạn nhé. Xong rồi kéo lên mới đóng những cái xà vào để nó gắn kết với nhau các bạn. Đây vì đầu tiên thì họ sẽ dựng cái cột tre lên làm dàn giáo. Đó. Khung đầu tiên, cái vì đầu tiên này dựng lên thì nó rất là chơi vơi. Đó, phải những cái cột tre này đỡ cho buộc vào và chống vào. Đó. Để dựng tiếp vì thứ hai lên bắt đầu đóng vào nhé các bạn nhé. Đóng được cái xà trên và thì nó sẽ dằn với nhau. Đó. Đây bắt đầu chuẩn bị vì thứ hai này các bạn. Vì thứ hai là sẽ nặng hơn vì thứ nhất này. Rất là nhiều người tập trung đến hộ mỗi người một chân một tay các bạn ạ. Ở trên này thì các đồng bào họ dựng nhà thì họ sẽ phải xem giờ các bạn nhé. Giờ đẹp nhất ở ngôi nhà hôm nay dựng là 4:30 đó. Sau khi thầy cúng xong thắp hương thì bắt đầu mọi người sẽ tụ tập lại hộ nhau dựng cái ngôi nhà này các bạn nhé. Mình quay buổi sáng sớm thì hình ảnh nó sẽ không được tốt cho lắm các bạn, bị thiếu sáng cho nên là nó bị noi một chút, các bạn thông cảm nhé. Đây, mọi người thì cũng thắp bóng điện lên để đủ sáng thôi, đó, để nhìn thấy dựng. Theo mình có tìm hiểu ấy, thì họ sẽ dựng hai vì này trước, đó, lấy giờ đó, cho nó răng vào nhau, xong nghỉ ngơi để trời sáng hẳn đấy. Nên bắt đầu làm họ dựng lên xong đi ăn sáng đã các bạn ạ. Xong tí trời sáng hẳn mới làm cho nó an toàn đấy các bạn. Họ chỉ dựng hai vì này để lấy đủ giờ trước thôi các bạn ạ. Đây mọi người đã tập trung vào mỗi người một chân một tay để chuẩn bị kéo vì thứ hai các bạn nhá. Cũng quá là nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi, vì thứ hai lên rất êm, rất nhẹ nhàng. Đó.
chống người kéo, mỗi người một chân một tay, đó, giúp đỡ nhau đã lên đường vị thứ hai. Đó. Ok, thế là đã lên thành công. Bây giờ sẽ chống vào đó, và buộc dây khóa hai bên này, khóa vào. Xong rồi mới bắt đầu có người trèo lên để đóng cái xà vào cho nó giằng với nhau, xong mới can chỉnh lại các bạn nhé. Này, họ đang nâng xà lên để ghép để giữ cái khung. Họ sẽ nâng ở dưới này trước xong mới hình ghép cái xà ở trên các bạn nhé. Hơi vào quá rồi, bắn ra. Hai bên đang bị thương. Đấy, cho bên này trước. Những cái cột và những cái xà thì sẽ được kết nối với nhau với những cái mộng các bạn nhé. Đó. Họ sẽ không sử dụng đinh đâu. Đấy, cái mộng gỗ thì ai mà hiểu về mộng, ai mà hiểu về những cái ngành mộc thì cũng biết là mộng gỗ thì sẽ được làm như thế nào các bạn nhé. Tức là đây, họ sẽ làm như thế này các bạn. Đó. Cái này chính là cái mộng các bạn nhé. Nó sẽ khớp nối với trong kia để giữ với nhau, khỏi bung ra các bạn nhé. Đang bắn ra. Đó. Hiện tại thì hai cột nó gần nhau quá. Nói chung là dựng ngôi nhà sàn thì căn chỉnh phải rất là nhiều. Là sử dụng và dựng thủ công thôi. Họ không có máy móc. Đó. Nếu mà có máy cẩu thì sẽ căn chỉnh được từng ly từng tí một. Đó. Cái này dựng thủ công thì lúc kéo lên nó mới xê dịch cái cột đi các bạn. Rồi sắp được rồi. Rồi. Còn hơi quá rồi đấy. Chân ra hơi quá rồi. Cho vào đóng mộng vào nhá. Ở bên kia thì họ đang căn chỉnh, đã cho được cái xà rồi. Đang đóng vào mộng các bạn. Ở đây thì mộng sẽ là bên trên đó, bên dưới để đút vào không thôi. Đó. Cái lỗ này tức là bên dưới họ làm rộng, mộng là bên trên. Cho vào xong mới đóng ngược lên, đó, nêm ở bên dưới các bạn nhá. Đây, họ sẽ đóng mộng vào đấy. Đóng vào là mộng nó sẽ cắn vào nhau các bạn. Xong nêm ở bên dưới nữa. Đó. Và bắt đầu tiếp tục bên này đóng mộng này. Xong rồi sẽ nêm đấy, cái thanh nêm vào các bạn nhé. Để cho thanh nêm kia vào là quá là chắc chắn rồi. Đây mọi người có thể thấy này, đã hình thành được một gian nhà đầu tiên rồi các bạn nhé. Đó, thì mọi người sẽ giằng nốt những cái xà vào với nhau đi để cái ngôi nhà có thể dựng đứng được các bạn nhé. Sẽ không bị đổ, xong họ mới siêu mới chỉnh lại những cái cột nào bị siêu vẹo, cột nào cao, cột nào thấp họ mới căn chỉnh các bạn nhé. Một cái anh đang leo trèo lên để bắt cái xà ở bên trên các bạn nhé. Ở trên thì phải mấy người giúp nhau các bạn ạ. Nâng cái xà. Xà của ngôi nhà này cũng nhỏ thôi. Có những ngôi nhà sàn 5 gian, cột mà cột tròn đấy, xà mới là to. Còn cái này là cột vuông thì thiết kế nó sẽ nhỏ hơn một chút các bạn nhé. Đây mọi người đã nâng cái xà đầu cột lên thì các bạn, đó, nó sẽ lắp vào, xong lại tiếp tục đóng mộng vào các bạn nhé. Cái xà này cũng nhẹ thôi, hai người có thể lắp được thôi. Cái xà ở giữa thì sẽ nặng hơn, đó, xà ở giữa thì mỗi bên hai người.
Đây thì đều là những người đã có kinh nghiệm mà dựng nhà sàn các bạn nhé. Thì mỗi khi nhà nào dựng nhà ấy, thì mọi người trong làng sẽ giúp đỡ nhau, mỗi người một chân một tay nhé. Thì sẽ có kinh nghiệm. Bây giờ cái sàn này thì đang bị trên ngọn cột thì nó đang bị hơi vào, mọi người đang căn chỉnh các bạn nhé để lắp được cái sàn. Rồi vào rồi. Đó, bây giờ lại ép nó vào nhá bạn nhá. Đấy, nó vẫn có khe hở chỗ này. Lại ép cái cột vào này. Mọi người bắn lên chân cột để chỉnh cái ngọn nhá các bạn nhá. Để cái xà nó có thể vào được các bạn. Đây mọi người đang tiếp tục cho vị tiếp theo này các bạn. Ở chân cột thì họ sẽ nẹp hai miếng ván, một miếng ván mà. Đó. Để là căn chỉnh cái điểm kê các bạn. Vì cái ngôi nhà này họ cũng kê cột lên rất là cao các bạn nhé. Ví dụ cột này đấy, họ kê lên tầm 40 phân. Đấy, cho nên là phải đều cái ván đấy để kê. Thì kê vào xong họ sẽ tháo cái miếng ván này ra các bạn nhé. Đây, vị thứ ba này các bạn. Đó. Đang chuẩn bị lên các bạn nhé. Hai vì đầu đã được gắn kết với nhau rồi. Họ sẽ lắp cột, lắp xà và kèo vào với nhau. Đấy. Xong là dựng lên lắp cái xà và nữa là tạo thành khung nhà các bạn. Một vì thì bao gồm 4 cột các bạn. Hai cột ở giữa là hai cột cái. Còn hai cột phụ ở ngoài thì sẽ thấp hơn các bạn nhé. Và cột này thì cột vuông này thì tất cả các cột nó sẽ đều với nhau các bạn ạ. Không như cột tròn. Cột tròn thì những cái cột cái thì nó sẽ to hơn. Đó. Đấy, đến rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Đủ người nó nhẹ nhàng hơn. Cái cây trống để đỡ này các bạn. Cáo xài luôn, cáo xài luôn. Đó, đã lên rất là nhẹ nhàng. Lên thành công vị thứ 3. Đó, thế tức là đã được 2 gian nhà các bạn nhé. Đây là kê chân cột này các bạn. Đó, nhà sàn thường thường chân cột họ sẽ kê những viên gạch hoặc những đá tảng. Không tùy từng gia đình các bạn nhé. Có những gia đình thì họ kê đa tảng và có những hộ gia đình thì họ kê thấp thôi. Có những nhà thì họ muốn kê cao để tránh mối mọt thì có những nhà nó kê tầm 50 phân các bạn. Như gia đình này thì kê là 40 phân các bạn nhé. Đây trong mặt mình đây là họ đang hộ nhau lắp cái xà để kết nối vì thứ ba các bạn nhé. Đang chống để cho cái xà này vào được các bạn. Đút được vào lỗ rồi mới bắt đầu đóng vào mộng các bạn để nó kết nối với nhau các bạn nhé. Cái này thì là mộng bên trên các bạn ạ. Vài ngôi nhà sàn cột tròn thì là mộng bên dưới. Họ sẽ xỏ cái xà vào bên trên thì xong họ sẽ đóng vào xuống dưới là mộng. Còn ngôi nhà này thì mộng ngược nha các bạn nhá.
mộng ngược so với những ngôi nhà mình đã từng thấy. Các bạn ạ, hiện tại thì đã sáng hẳn rồi các bạn nhé. Nó vẫn đang lắp xà cho cái vị thứ ba các bạn ạ, dàn thứ hai. Mọi người thì đang hỗ trợ nhau, mỗi người một chân một tay để lắp cái xà này các bạn nhé. Ngọn cột đang bị lệch các bạn, cái xà không vào, cho nên là mọi người đang bắn cái chân cột ra. Cái chân cột này thì theo mắt thường mình thấy là cũng ra khá là nhiều so với khung nhà rồi. Đó, đang bị lệch thì phải cố ép ra các bạn nhé, để chỉnh cái ngọn chói xà ra xong lại ép cái cột vào cho nó thẳng nhau các bạn. Tình hình mình thấy rất là rung lắc các bạn ạ, vì mấy người họ tháo cái cây trống ra. Thấy ngôi nhà dùng lắc một chút các bạn, nhưng mà không sao. Các mộng, các thứ rồi đã được gắn kết vào với nhau rồi. Các bạn ạ, để dựng được một ngôi nhà sàn này thì không hề đơn giản một chút nào nha các bạn nhé. Mất khá là nhiều công. Đây, các cô cũng hộ nhau kéo dây này các bạn. Đó, dây và những cây trống. Thì mọi người sẽ giúp đỡ nhau, mỗi người một chân một tay. Chuẩn bị hoàn thiện xong vì tiếp theo các bạn. Chỗ này thì hai cô đang níu cái dây đó để giữ cái vì bên kia các bạn. Mọi người đang gấp rút lắp cái xà để giữ được cái vì này nhanh nhất có thể. Cái mộng này hơi dài à chú? Mộng này hơi dài à? À, phải cắt bớt đi, mộng dài các bạn ạ. Cắt đi tầm 5 ly. Thanh xà đang lắp đây thì cũng nhẹ nhẹ thôi các bạn, nhưng mà cực kỳ là khéo léo thì mới lắp vào được các bạn nhé, vì nó trên cao. À, ngọn cột nó rất là đung đưa các bạn ạ. Cho trước đi, bên này cho trước đi, bố thế này. Đây họ sẽ lắp liền các bạn ạ. Đó. Họ sẽ gài bên này trước xong mới lại ngửa cái ngọn vì bên kia ra, nó đang bị hơi vào quá đấy các bạn. Đẩy vào phát là ok luôn, tất cả đang ở đấy hết rồi, ở vị trí hết rồi. Chỉ cần là ép vào phát là được luôn. Nhanh quá. Sao vừa bị làm sao chú? Nghe tiếng à, trượt tấm ván kìa. Nghe tiếng kẹt phát ra cả mình. À, cây lên cao quá nên là nó hay bị trượt các bạn. Rất là hồi hộp nha các bạn nhé. Các anh các chú thì rất là thận trọng trong công việc các bạn ạ.
chỉnh từng ly từng tí một các bạn ạ. Vô cùng là hồi hộp luôn. Chỉ cần sai một ly là đi một trạm luôn các bạn ạ. Mình không dám những nói những câu vở như thế nào, nhưng mà cũng đã có câu chuyện là xảy ra vì chỉ bị sai một ly thôi các bạn nhé. Các bạn ạ, hiện tại là vì cuối cùng nha các bạn nhá. Hiện tại thì mọi người đang giúp đỡ nhau, mỗi người một chân một tay đó, để dựng cái vì cuối cùng lên. Vì cuối cùng thì nó nhẹ thôi, cũng như vì đầu tiên thôi các bạn ạ. Nặng nhất là mấy vì ở giữa đó. Ở với dây điện kia, chống cái dây điện lên. Ôi rồi, cả dây mạng luôn. Rồi. Rồi. Đấy, dựng vào sát ở đây phải nâng ra vì do diện tích đất không đủ. Từ chưa đều đâu. Còn cái vì ở giữa, cái cột ở giữa chưa được đẩy ra. Thó tìm. Đấy, gỡ xa vào là ok. Đấy, tôi sợ đổ vào nữa. Nãy em bị đổ vào nên là mọi người cũng hơi hốt. Cầu thang là hướng bên nào nhỉ? Bên kia à? Hay bên này? Cầu thang ấy? Cầu thang chỗ này à? À. Mình sao run thế? Hả? Tự tin lên. Thanh kia ở trên à? Đây, sau khi dựng xong cái khung nhà ấy, thì mọi người đang căn chỉnh lại hàng cột nha các bạn nhé. Căn chỉnh lại nó thẳng, xong rồi bắt đầu lắp cái đòn tay đó. Cái khâu căn chỉnh này là một khâu khá là quan trọng cho các bạn nhé. Và rất là mất nhiều thời gian trong cái khâu dựng nhà sàn này các bạn ạ. Sau khi dựng được cái nếp nhà lên như thế này thì mọi người xuống ăn sáng đã nhé các bạn nhé. Vì là dựng từ lúc 4 giờ sáng rồi, mọi người cũng khá là đuối rồi. Đó, mọi người dậy phát là hộ nhau dựng nhà. Đó, bây giờ là ăn mì tôm sáng xong rồi tiếp tục lên trèo lên nó dựng nhà tiếp các bạn nhé. Đó, mì tôm trứng. Ồ, làm một ca rượu nhá. Cho nó nóng người một tí. Cho nó ấm bụng. Trèo lên cho chắc chân chắc tay. Có rượu cũng buồn nôn. Mà có rượu rồi cũng buồn nôn. Không rượu buồn nôn mà có rượu cũng buồn nôn. Hấp tiêu. Sao anh không ăn mì tôm lại ăn trứng? À nhầm, ăn cơm. Cơm mới chắc bụng chứ. À cơm cho chắc bụng, cơm đảo với trứng. Đây là ở đến trưa rồi nha. Cơm có hai măng ớt này, đó, ít hành, đó, và quả trứng nữa. Ngon lắm đấy. Vâng. Tranh thủ làm bát mì tôm cho có đủ năng lượng. Ngon lắm. Nhìn nó lắc lắc ghê thật. Cái
90 rồi đi. Và cuộc in lỗi hơn, canh đúng cam đều hơn ở cái vùng này. Đây khâu căn chỉnh cái chân cột, khâu này cũng rất là quan trọng các bạn và rất là tỉ mỉ. Đó. Ồ, thịt nướng chín rồi à? Lấy thịt nướng rồi đi về thôi. Lấy đi về thôi nha. Trưa nay làm mấy mâm đây cô? Làm 7 mâm. 7 mâm à? À, vâng. Đây là được món thịt nướng đầu tiên chín rồi. Vâng. Đây là không gian mọi người chuẩn bị cho bữa trưa ngày hôm nay này các bạn. Đó. Họ đang giúp đỡ nhau làm 7 mâm cơm các bạn nhé. Cơm lao đốc cũng đơn giản các bạn, nhưng mà cũng phải đủ món các bạn nhé. Lợn cầm lạnh. Mâm này gần như kiểu mâm thịt lợn ở chợ phiên ấy nhỉ? À, đúng rồi đấy. Gần như kiểu như kiểu ở chợ phiên họ luộc ra mang ra chợ. Ồ ngon thế. Này mang về nhà thôi cô nhỉ. Mang về nhà cất thôi. Cái này mà chẳng chéo nữa. Kia. Bê thẳng ra ngoài đường luôn. Ơi, bê thật rồi. Mất mâm thịt rồi. Đấy, mâm thịt đã lên rồi, đang kiếm chỗ để này. Hôm nay thì sẽ thịt một con lợn. Con này tầm 20 cân các bạn nhá. Thơm quá, ngon quá. Hai cô đang bóc tỏi này các bạn. Không sợ người lạ. Cơm này chơi bài cho vào túi bóng các bạn ạ. Buộc túi bóng để cho nó nóng được lâu các bạn nhé. Thơm quá, cơm thơm quá. Cái này là gạo gì đấy các cô? Chiêm thơm à, gạo chiêm thơm à, thơm thật. Lúc đầu tiên tưởng là cơm nếp các bạn, nhưng mà không phải. Các cô đang chở những cái tấm lợp bờ lô xi măng về để chiều mọi người lợp các bạn nhé. Cái này thì sẽ xếp ở cái này xếp ở bên nào đây cô? Sẽ xếp tạm ở đây chứ? À, xếp trong này à? Để chiều kéo lên. Đây mọi người đang giải cái xà để tí lát sàn các bạn nhé. Thật ra cái này gọi đoàn tay các bạn ạ. Mình nói xà thì hơi sai một chút. Đây chấm chẩm chéo thì ngon đấy nhở. Thịt luộc này, thịt luộc cà tảng này. Nếu mà chấm chẩm chéo thì ngon hết ý luôn. Lợn cắp nách các bạn ạ. Con này hôm nay mổ thì nó tầm 20 cân không ạ? 30 cân à? Gần 30 cân. Đây có chiếc thang tre này. Đó, sự kết hợp rất là tinh tế các bạn nhé. Họ bổ mỗi bên nửa cây tre ra, đó, lấy cái mắt của nó này làm cái bậc lên luôn, lộn ngược lại hai bên. Cái này thì bền chắc theo thời gian luôn. Đây đang lát sàn này các bạn nhé, đang lấy ván lên để lát sàn. Trưa nay có thể là ăn uống ở bên dưới sàn, bên dưới đấy, khu vực bên dưới ăn uống ở dưới. Chứ có sàn ở trên này, cái ván trên này nó che nắng rồi các bạn. Chiều thì sẽ cho xà gồ và sẽ lợp pro các bạn nhé. Cố lên anh ơi. Thẳng lưng lên. Thật là xe đấy.
Cố lên, cố lên. Được, 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 ông này lái xe Trường Sơn, được. Không cam, không cam lùi không? Không cam lùi. Anh Tuệ làm phát 3 tấm thử xem. Một tấm quá. Quá nhẹ. Rồi 2 tấm luôn. Thậm chí 3 tấm luôn cho nó nhanh. Ơ tấm này bị nứt à? Chỗ tay anh hình như nứt hay sao đúng không? Bên nước chảy. Cái tấm lợp này ở đây thì bao tiền một tấm vậy các cô? 57.000 một tấm. À, tấm lợp mà Pro Đông Anh các bạn ạ. Đây chơi bài sâm mâm không không dùng đĩa đâu các bạn ạ. Đấy. Đặt ra lá rong cho tiện, cho tí đỡ phải rửa đĩa các bạn nhé. Làm này mới tiện cô nhỉ. Không cần sắp ra đĩa thì khỏi phải rửa đĩa nhỉ. Vâng, này cho tiện.